Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình làm quy trình vaccine trên heo thịt để cho các bạn làm tư liệu tham khảo, để cho các bạn nắm được cái quy trình để các bạn chăn nuôi được hiệu quả và tiêm vaccine để bảo vệ đàn heo của mình nha. Mà trước khi mình làm vaccine á, mình có lời khuyên cho các bạn. Khi có một số bạn là nuôi 1-2 nái, nhà nuôi khoảng 10 đến 20 thịt, các bạn không làm vaccine. Nhưng mà mình cũng khuyên các bạn là nên làm vaccine để vaccine nó tạo kháng thể để bảo hộ cái đàn heo các bạn được an toàn nha. Khi dịch bệnh xảy ra thì con heo nó đã có kháng thể trong người là nó kháng được cái mầm bệnh. Như vậy là kinh tế của các bạn nó sẽ ổn định hơn. Chứ các bạn đừng có tiếc tiền mà không làm vaccine. Các bạn không làm vaccine là nó dễ dính dịch nha các bạn. Dịch tai xanh và dịch tả cổ điển rất là dễ bị luôn. Rồi tiếp theo là mình nói tới cái vaccine á. Vaccine á thì mình khuyên các bạn nên làm vaccine đơn, các bạn không làm vaccine gộp chung nha. Ví dụ như là vaccine gộp chung là tai xanh, dịch tả, tụ huyết trùng, ở ngoài tiệm thú y bán các bạn là một liều là một hũ 10 con như vậy á, là 100 mấy vậy đó, là nó các bạn chích vô á, là nó vẫn tạo kháng thể nha, nhưng mà nó không có đủ kháng thể để bảo hộ cái đàn heo của các bạn. Khi mà dịch tai xanh xảy ra hoặc là dịch tả cổ điển xảy ra thì cái đàn heo của các bạn mình đảm bảo là nó dính 100% luôn. Ví dụ như hiện tại bây giờ là Bến Tre là nó đang dịch tai xanh nhiều nè, nhà nào cũng bị hết, nhà chích vaccine cũng vẫn bị luôn, thì hỏi ra là đa số là tiêm 3 bệnh hết nha các bạn. Còn các bạn nếu mà tiêm đơn á, mà các bạn tiêm loại tốt á, khi mà dịch bệnh xảy ra thì vaccine nó cũng đảm bảo là nó bảo hộ được cái đàn heo của các bạn. Ví dụ như nó cũng có dính dịch đi, nhưng mà nó dính chỉ 1-2 phần thôi, các bạn xử lý điều trị bình thường thôi là nó đã qua dịch rồi. Còn mà chuồng của các bạn đã không tiêm vaccine rồi á, dịch nó đánh vô là heo là nó bị luôn, bắt đầu là nó ồ ạt luôn, lúc đó là hơi đuối đó các bạn, thiệt hại rất là nhiều nha. Tại vì bây giờ là giá cám rất là cao rồi, chi phí cho con heo rất là nặng luôn. Nếu mà dịch bệnh xảy ra là các bạn thiệt hại rất là nhiều luôn. Hôm nay mình làm quy trình vaccine cho 13 con này nè, để cho các bạn tham khảo nha, để các bạn lấy đó làm tư liệu để các bạn sau này các bạn làm vaccine để các bạn chăn nuôi được hiệu quả hơn. Hôm nay mình có bầy này là 4 tuần nè các bạn, 28 ngày nè. Hôm nay thì mình sẽ làm vaccine heo thịt này cho các bạn tham khảo nha. Tùy theo địa phương các bạn và những địa phương khác, hoặc là tùy theo thú y, hay hoặc là tùy theo công ty nha, mà có cách làm vaccine khác nhau và quy trình khác nhau, từng tuổi và ngày tuổi khác nhau. Chứ không phải là công ty nào hoặc là địa phương nào cũng giống nha các bạn. Cái này á, thì các bạn làm theo cái quy trình của thú y hoặc là công ty, hoặc là do nhà nước đưa ra cũng được. Cái này là tùy các bạn thôi, cái này là mình đưa ra cái quy trình để các bạn tham khảo thôi, chứ không phải là bắt buộc các bạn làm theo mình nha. Đây bầy này là 13 con nè, hôm nay là nó được 28 ngày tuổi, là 4 tuần tuổi đó. Là hôm nay là mình sẽ làm nha, mình sẽ giới thiệu các bạn làm cái loại vaccine nha. Nếu mà các bạn chích loại tốt giống như của mình á, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cái loại mà mình đang chích nè. Ở đây là cái loại vaccine mình đang chích nè các bạn. Ở đây là mình chích lúc 4 tuần tuổi á, là mình sẽ chích tai xanh và Seiko nha, mỗi bên một mũi. Mà các bạn là nếu mà dùng vaccine của Đức hãng Boehringer này á, đây mình quay cận cảnh hãng cho các bạn xem nè. Cái chữ Boehringer nó có biểu tượng hình cái nhà nè các bạn thấy không? Đó. Có 10 con bước qua đó là cái biểu tượng Boehringer. Hiện tại là vaccine của Đức này á, cái hãng này á là tốt nhất thị trường hiện nay rồi các bạn. Các bạn ví dụ như các bạn heo ít á, thì các bạn nên mua chai 10 liều như thế này nè. Các bạn tiêm cho nái hoặc là heo con luôn cũng được. Mà nái thì các bạn ưu tiên là tiêm cái loại mà tai xanh của Đức này nha. Còn cái loại mà rẻ hơn một tí á, thì các bạn tiêm cho heo con, heo thịt cũng được. Rồi tiếp theo là cái chai Seiko nha các bạn. Ở đây Seiko mình nếu mà sử dụng nhiều là mình sử dụng chai 100 liều nha. Nếu các bạn sử dụng ít á, thì các bạn mua chai 10 liều. Ở đây heo mình nhiều á, là thường là mình sử dụng chai lớn nha các bạn, để cho nó tiết kiệm hơn cái chai nhỏ. Cái chai nhỏ mua nhiều chai thì nó đắt hơn cái chai lớn nha. Đối với tai xanh và cái Seiko chống còi cọc này á các bạn, là các bạn đi tiêm lúc mà 4 tuần 28 ngày tuổi này á, thì các bạn tiêm một bên là một mũi nha. Tai xanh là các bạn tiêm 2C, Seiko này á thì các bạn tiêm 1C nha.
Nếu mà các bạn sợ heo nó yếu nó mệt á thì các bạn tiêm cách nhau 3 ngày. Ví dụ như các bạn tiêm tay xanh trước rồi 3 đến 4 ngày sau á thì các bạn sẽ tiêm Psycho nha. Đây là cái mũi đầu tiên mình giới thiệu với các bạn là hai loại vaccine là ngừa tay xanh và Psycho nha. Từng tuổi chích này á là tùy theo địa phương theo thú y hướng dẫn hoặc là tùy theo công ty nha các bạn, chứ mình không bắt buộc các bạn là chích lúc 4 tuần nha. Có một số anh chị là chích lúc mười mấy ngày tuổi, 21, 25 ngày tuổi vẫn có nha. Nên các bạn lưu ý, đây là tư liệu để mình đưa ra để cho các bạn tham khảo. Các bạn thấy cái quy trình nào hay, hợp lý, phù hợp với các bạn á thì các bạn tiêm nha. Còn đây là cái quy trình của mình, mình áp dụng rồi mình quay lên đây á để cho các bạn làm tư liệu để các bạn tham khảo. Rồi khi mà tay xanh và Psycho mình chích xong á là lúc 4 tuần tuổi. Ở đây á đến tuần thứ 5 á thì mình sẽ làm hai loại nha các bạn. Một là dịch tả, hai là Myco. Mình làm hai loại này là một bên một mũi luôn nha các bạn biết. Rồi tới lúc 5 tuần tuổi là 35 ngày tuổi các bạn là mình sẽ làm dịch tả nha các bạn. Các bạn ưu tiên là nên làm dịch tả Pháp á là tốt nhất thị trường hiện nay, nên các bạn ưu tiên làm dịch tả Pháp. Dịch tả Pháp cũng không có nhiêu tiền đó các bạn. Ví dụ như chai 10 liều nè. Đây nè, ví dụ như đây là chai 10 liều nè thì nó rơi vào tầm chừng 65 đến 80 ngàn tùy chỗ bán thôi các bạn. Các bạn làm dịch tả Pháp này là khả năng bảo hộ là rất là ok nha. Còn các bạn làm 3 bệnh á thì mình thấy là không hiệu quả nha các bạn. Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn nên làm riêng lẻ nha. Rồi ở đây là hình ảnh cái chai Myco nè các bạn. Tùy theo các loại vaccine nha các bạn. Cái vaccine á thì nó có rất nhiều loại nha. Các bạn sử dụng loại nào cũng được, mà các bạn quan trọng là các bạn sử dụng loại tốt hay là loại thường thôi nha các bạn. Khả năng nếu mà các bạn sử dụng loại tốt á thì khả năng bảo hộ cái đàn heo của các bạn nó sẽ tốt. Còn các bạn sử dụng loại thường á thì khả năng nó cũng có bảo hộ, nhưng mà cái hiệu quả vaccine nó, cái tỷ lệ kháng thể trong người nó kém hơn nha các bạn. Người ta nói là tiền nào của nấy nha. Nếu mà dịch tả với Myco này á các bạn không làm một lượt được á thì các bạn cũng giống lên như là tay xanh với Psycho. Các bạn cứ chích một trước một mũi dịch tả đi, rồi 3 đến 5 ngày sau thì các bạn sẽ làm Myco. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo sức khỏe của đàn heo, các bạn không lo nó bị mệt nha. Nhưng mà các bạn làm vaccine loại tốt giống như mình giới thiệu thì các bạn cứ làm bình thường. Một lúc làm hai mũi được, các bạn cứ yên tâm, heo các bạn sức khỏe ok, không có vấn đề gì hết. Rồi đến tuần thứ 7 á thì mình sẽ làm lở mồm lông móng để mình phòng ngừa cái dịch bệnh trên lở mồm lông móng đàn heo của mình nha. Lở mồm lông móng các bạn là bây giờ chủ yếu là trên trâu bò là nó nhiều, nó sẽ lây qua heo. Chứ heo á thì tự nó phát bệnh á thì ít lắm các bạn. Chủ yếu là cái nguồn lây từ trâu bò và chăn thả lây qua cái đàn heo mình rất là cao nha. Rồi tiếp theo tới tuần thứ 7 á các bạn. Tuần thứ 7 thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là làm vaccine lở mồm long móng nha. Aptofor hoặc là Aptoren nha các bạn. Các bạn vaccine lở mồm long móng thường thì nó có hai loại là Aptofor hoặc là Aptoren. Các bạn làm loại nào cũng được. Ở đây là quy trình mình giới thiệu để các bạn tham khảo nha. Quy trình mình thì cũng làm như vậy luôn các bạn. Mình làm theo quy trình chuẩn của công ty nha. Còn các bạn thấy cái quy trình nào mà thực tế mà hay á, mà áp dụng ok á thì các bạn làm theo, chứ mình không có bắt buộc các bạn là làm theo mình. Ở đây là cái quy trình mình làm để cho các bạn tham khảo tư liệu để về sau để các bạn chăn nuôi thì hiệu quả hơn thôi. Rồi đến tuần thứ 9 á thì các bạn làm lại dịch tả mũi 2 nha. Rồi tới tuần thứ 11 thì các bạn làm lại lở mồm long móng mũi 2. Rồi như vậy á, là vaccine của mình á là có bao nhiêu loại đó các bạn. Ở đây á mình lưu ý thêm cho các bạn nha. Khi mà các bạn nuôi một nái hai nái á, khoảng chừng 10 đến 20 heo thịt á thì các bạn thường là không tiêm vaccine. Nhưng ở đây á thì mình khuyên các bạn nên làm vaccine nha các bạn. Ví dụ như các bạn tiết kiệm chi phí á thì các bạn cũng phải bắt buộc làm vaccine tay xanh và vaccine dịch tả. Tại vì vaccine tay xanh và vaccine dịch tả là từ trong người con heo nó bộc phát ra, chứ không phải là lây từ bên ngoài. Lây từ bên ngoài là phụ rồi các bạn. Khi mà cơ thể con heo của các bạn nó yếu rồi á là hai cái mầm bệnh này nó sẽ trỗi dậy đầu tiên nha các bạn. Giống như là người mà bị tiểu đường là nó không chết do tiểu đường, nó do chết do bệnh kế phát. Nó ví dụ như trường hợp của con heo các bạn là nó bị bỏ ăn, nó sốt, nó yếu,
cơ thể nó đã kiệt sức rồi, là bệnh kế phát là bệnh tai xanh với bệnh dịch tả là nó phát ra nha các bạn. Mình ví dụ như vậy để cho các bạn dễ hiểu nha. Nên các bạn nuôi á, các bạn mà xác định đã nuôi rồi á thì các bạn nên đầu tư tiêm tai xanh và dịch tả. Còn mà các bạn nào mà nuôi kinh tế, nuôi số lượng nhiều á thì các bạn nên làm đủ loại vaccine để bảo vệ cái đàn heo của mình. Khi mà dịch bệnh xảy ra thì đàn heo của mình được đảm bảo an toàn nha các bạn. Rồi mình chúc các bạn làm vaccine được thành công hiệu quả, nuôi heo đạt được chất lượng để tiếp tục cái nghề chăn nuôi được hiệu quả nha các bạn. Mình chúc các bạn áp dụng cái quy trình vaccine làm cho heo thịt hiệu quả và mang lại kinh tế cao. Chúc các bạn nuôi heo trúng giá và đạt gặt hái được nhiều thành công. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn.